thân mến, bản tin Covid-19 vào khung giờ 20h50 giờ phút mỗi ngày trên kênh TTV11, website chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trên các hạ tần số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh, hôm nay sẽ có nhiều thông tin nóng mà quý khán giả quan tâm. Sau đây mời quý vị khán giả cùng theo dõi bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, hơn 10 tấn trang thiết bị máy móc vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa được chuyển từ Bắc Giang vào thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa vào đêm 2 tháng 8. Số thiết bị này ngay lập tức được đưa về bệnh viện và chiến số 16 của thành phố Hồ Chí Minh để lắp đặt đưa vào hoạt động phục vụ điều trị chăm sóc bệnh nhân. Số thiết bị y tế này được tháo dỡ từ trung tâm hồi sức tích cực đặt tại bệnh viện Tâm thần Bắc Giang trong đó có hàng chục máy thở, máy thở chức năng cao, máy tiêm điện, máy sinh hóa tự động, phân tích máu tự động. Tại Cà Mau ngày 3 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Cà Mau cho biết tỉnh vừa tiếp nhận gần 36 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó có 33.600 liều vắc xin Moderna do Chính phủ Hoa Kỳ viện trợ cho Việt Nam và 2.340 liều vắc xin Pfizer của Mỹ. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Cà Mau đã tiếp nhận hơn 91.400 liều vắc xin phòng COVID-19. Qua đó đã triển khai tiêm chủng cho hơn 52.000 người, trong đó có gần 8.000 người bao gồm lực lượng tuyến đầu chống dịch đã được tiêm hai mũi. Hiện ngành y tế Cà Mau đang triển khai tiêm vắc xin lịch 3 theo kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Phú Thọ cho biết đã có trên 28.000 người thuộc các đối tượng ưu tiên lực lượng tuyến đầu chống dịch được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong đợt 3 chiến dịch tiêm vừa qua. Trong đợt này, tỉnh Phú Thọ được Bộ Y tế cấp 25.980 liều vaccine phòng Covid-19 gồm 3 loại, vaccine AstraZeneca, vaccine Pfizer và vaccine Moderna trong đó vaccine AstraZeneca và vaccine Pfizer dùng để tiêm mũi 2 cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và lực lượng y tế tuyến đầu cấp tỉnh và huyện theo hình thức cuốn chiếu. Phú Thọ phấn đấu đến hết quý 1 năm 2022, trên 70% dân số tỉnh được tiêm vaccine phòng dịch. Chiều ngày 3 tháng 8, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã tiếp đón và làm việc với đoàn hỗ trợ đặc biệt của Bộ Y tế đến hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Tây Ninh. Đoàn do ông Đỗ Trường Duy, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế làm trưởng đoàn, cùng các chuyên gia y tế thuộc Bệnh viện Ca Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế cử đoàn hỗ trợ đặc biệt đến hỗ trợ tỉnh trong công tác chống dịch, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính là thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng và công tác xét nghiệm sàng lọc. Đoàn đề xuất Tây Ninh phải áp dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối dữ liệu, phục vụ công tác truy vết, tập huấn cho đội ngũ xét nghiệm từ khâu tiếp nhận mẫu đến khâu trả kết quả, với mục tiêu nâng từ 1.000 mẫu xét nghiệm lên 2.000 mẫu xét nghiệm và hướng tới 5.000 mẫu mỗi ngày theo kịch bản của tỉnh. Thưa quý khán giả, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận được gần 3.600 bản đăng ký trở về tỉnh của những người dân Tây Ninh hiện đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và có nguyện vọng trở về tỉnh Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh cũng đã có thông báo về việc ngưng tiếp nhận đăng ký đón người dân Tây Ninh từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh kể từ 9 giờ ngày 3 tháng 8 để tiến hành chốt danh sách và tổ chức đón những người đã đăng ký về Tây Ninh trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, theo quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế, Sở Y tế Tây Ninh đã có kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mở rộng với hơn 76.000 liều tại Tây Ninh từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2022. Tổng phân bổ 76.650 liều vaccine gồm 4 loại vaccine Sinopharm, vaccine AstraZeneca, vaccine Comirnaty Pfizer và vaccine Spivak Moderna. Đến nay, tỉnh đã nhận 53.170 liều cụ thể vaccine Sinopharm đã nhận 5.000 liều, vaccine AstraZeneca đã nhận 47.000 liều, vaccine Comirnaty Pfizer đã nhận 1.170 liều. Đồng thời, theo quyết định số 3355 về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021-2022 của Bộ Y tế, sẽ có 17 nhóm đối tượng được tiêm chủng vaccine trên địa bàn tỉnh. Thưa quý khán giả, như tin đã đưa, để kịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh Tây Ninh đã triển khai đăng ký trực tuyến qua hai nền tảng là ứng dụng Tây Ninh Smart và Zalo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh. Tính đến 8 giờ sáng ngày 3 tháng 8, đã có hơn 5.300 hồ sơ đề nghị hỗ trợ được tiếp nhận theo hình thức trực tuyến. Đó là chưa kể số hồ sơ nộp trực tiếp về Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn. Hiện thì các cơ quan chức năng đang tích cực xác minh và hoàn tất hồ sơ một cách sớm nhất. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Coi Châu vừa ban hành quyết định thành lập 56 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Trong đó, lực lượng công an huyện triển khai lập 8 chốt trên toàn huyện và công an các xã thị trấn triển khai lập 48 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 gồm Hiệp Thạnh 6 chốt, Phước Trạch 2 chốt, Phước Đông 3 chốt, Cảm Giang 3 chốt, Thị trấn Coi Châu 6 chốt, Thành Đức 9 chốt, Bầu Đồn 11 chốt và Thanh Phước 8 chốt. Sáng ngày 3 tháng 8, Sở Y tế tiếp nhận vật tư sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 do công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh trao tặng. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ngọc, giám đốc nhà máy xi măng FICO Tây Ninh, đại diện công ty trao tặng vật tư sinh phẩm y tế phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 cho Sở Y tế với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Số vật tư đã được giao trong hai đợt ngày 31 tháng 7 và ngày 2 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, thông tin từ Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 8 đến 18 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận thêm 48 ca dương tính, giảm 291 ca so với ngày 2 tháng 8 cụ thể. Số mẫu đã chạy khẳng định PCR là 526 trên 692 mẫu, test nhanh sàng lọc 37 ca, F1 truy vết 3 ca, trong khu cách ly tập trung là 8 ca. Cụ thể, thành phố Tây Ninh 19 ca, tăng 2 ca, trong đó Hiệp Ninh 1, Ninh Sơn 3, phường 4 13, Công an Tây Ninh 2, huyện Dương Minh Châu 22 ca, giảm 5 ca, trong đó cầu khởi 1, thị trấn 2, Lộc Ninh 2, Bào Năng 5, xã Phan 5, Phước Ninh 3, Suối Đá 2, Phước Minh 2, huyện Tân Châu 2 ca, giảm 24 ca, trong đó thị trấn 1, Suối Ngô 1, thị xã Hòa Thành 3 ca, giảm 12 ca. Trong đó, Long Thành Trung 1, Long Thành Bắc 2, Thị xã Trảng Bàng 2 ca, giảm 236 ca tại Đông Thuận. Tình hình cách ly y tế đang điều trị 1915 915 ca, cách ly tập trung 4.086 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 7.745 người. Lũy kế từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, lũy kế bệnh nhân COVID-19 là 2.268 ca, tử vong trong ngày 4 ca, lũy kế 32 ca lũy kế đến ngày 3 tháng 8 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 320 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 263 vùng, 57 vùng đã giải tỏa. Thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ https 2 2 suyệt web ttv 11 com vn website tnntv.vn và các bản tin hạ tần số của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem bản tin COVID-19 được phát vào lúc 20 giờ 50 phút hàng ngày quý vị nhé. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cả ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.